Các anh chị, các chị còn hỏi gì nữa không? Còn 10 phút nữa tôi thả dây đấy. Các anh chị còn hỏi gì không? Không, không, 10 phút nữa. Bây giờ kiến thức nền lại dày rồi đấy. Đây. Thôi thế này, chú Bình Phương ạ. À, để phủ đầu nó. Trong Hùng ấy lúc nãy từ đầu clip ấy, lúc đầu like này, cháu nói là thằng này ngày xưa nó học văn là rất giỏi, năng lực cảm thụ văn chương của nó cao lắm. Ví dụ như là con ếch nó rõ ràng là câu từ chữ nghĩa ý tứ của cái bài thơ ấy là nó thể hiện là con ếch nó mơ ước cái quy mô cơ thể của nó được to bằng con bò. Thì thằng Hùng nó đọc, ngài tiến sĩ của chúng ta lại đi bắt đầu phân tích ra là gì, con ếch nó mơ ước có một cái vẻ đẹp lộng lẫy như con bò. Thằng này nó giỏi văn lắm, nó giỏi như thế. Cho nên là chú Bình Phương, trước khi đối chất vào vấn đề hai quốc gia thì mình sẽ đánh vào cái tâm lý của nó, mình sẽ đánh vào cái tâm lý của nó, kích cái tâm lý tự cao tự đại của nó lên. Đây, cháu làm thầy của nó mà. Ui, thằng này nó ngu lắm, cháu hiểu trình độ nó mà. Cái này nó không biết gì đâu, tôi hiểu trình độ của nó. Nó không bao giờ đọc cái gì đâu, chú Bình Phương ạ. À, không đọc cái gì đâu. Đấy. Thế thì mình lại lấy thành ngữ ra để mình chơi với nó. Đấy, chú Bình Phương ạ. À, nếu như nó cãi thì chú Bình Phương bảo, mẹ tao dạy tao như thế đấy mày cãi à. Ờ, bố não bố nếu nhỉ. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Đấy, thành ngữ đấy, đúng không? Mẹ tao dạy thế, mày cãi à? Mày lấy cái gì mà mày cãi? Mày giỏi mày đi cãi thằng Trần Phương cho nhìn ba chạo ấy. Mày không tin mày hỏi thằng biết ải thầy mày ấy. Mày náo nhà, mày dám cãi cả mẹ tao à? Hư ở đâu? Đấy, cứ lấy thành ngữ ra mà chơi với nó, cứ động vào nói thơ văn của La Fontaine, nhà thơ nổi tiếng như thế mà con ếch muốn to bằng con bò mà nó còn phân tích được. Mình chơi mẹ nó văn học bình dân, chơi mẹ nó vào cái thành ngữ dân gian Việt Nam, văn hóa dân gian, cái folklore này á. Bây giờ nó nói tiếng Việt còn chưa tròn vành rõ nghĩa cơ mà. Ví dụ như lúc nãy nó bảo là cho phép cả thầy biến ải đi cơ mà. Ủa, đấy, mình cứ chơi cái thành ngữ vào. Đấy, đi 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 cứ vào cái văn hóa dân gian người Việt, nó có nhiều cơ tầng lắm. Thằng này nó hiểu cái gì đâu, biến ải hiểu mà. Biến ải biết thằng này nó chưa bao giờ đọc một cái gì ấy. Đảm bảo với chú Bình Phương là nó không hiểu thành ngữ là cái gì đâu. Đảm bảo với chú Bình Phương là ngoài nó không hiểu thành ngữ là cái gì đâu. Đấy. Cần thiết ấy. Cần thiết ấy, chú lại đọc cái này này. Đêm khuya lặng lẽ như tờ, nghênh ngang sao mọc mịt mờ, sương bay chỉnh hầm khi ấy ra tay, Vân Tiên bị gã trô ngay chuông vời. Đấy, mày dám chơi thành ngữ với tao không, Hoàng Duy Hùng? Đấy, đấy, thành ngữ đấy. Thành ngữ tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Cụ Đô Mù. Đấy là những câu thành ngữ mà mẹ tôi dạy tôi từ nhỏ, cấm cãi. Đấy, đúng không? Đây nó đấm thế. Không ơi, phải khen nó. Nhạc vàng đâu đã, tiếng nghe thấy tiếng nghe tiếng trung gần gần
Trông chừng thấy một văn nhân lòng buông tay khấu bước lần dặm băng, đề huề lưng túi gió trăng sau lưng theo một vài thằng con. Tuyết in sắc ngựa câu giòn, cỏ pha màu áo nhuộm non ra trời. Thành ngữ đấy, cứ thế mà diễn, đúng không? Đúng không? Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Của ông bướm này đây tuần tháng mật, này đây hoa của đồng nội xanh gì, này đây lá của cành tơ phơ phất của yến anh, này đây khúc tình si, và này đây ánh sáng chớp hàng mi, mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa. Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa, tôi chẳng chờ nắng hòa mới hoài xuân. Xuân đương đến nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mùa xuân hết nghĩa là tôi khẳng định nó là thành ngữ, đúng không? Đây thằng Hùng nó cãi làm sao được, đúng không? Chú Bình Phương đấy, cứ sửa nữa bảo cái gì đấy mày đọc sao? Ông bảo ô đây, đây là thành ngữ cái gì mà lê thế thế này, bảo đây là thành ngữ của tác giả là bố nuôi của cụ Huy Hà Vũ làm đấy, mày cãi à? Hả? Mày dám cãi à? Chơi hết đây, chú Bình Phương hiểu không? Xong rồi. À còn 5 phút nữa các anh chị còn hỏi gì nữa? Các anh chị có hỏi gì không? Nhưng mà chú Bình Phương có một cái hạn chế này. À chú Thành Ngữ. Ông Thành Ngữ. Ông Thành Ngữ kiến thức nền uyên bác có một cái hạn chế như này. Ông nắm nhời quá, ăn nói lê thê quá, người ta bảo nói rải thành ra nói rải đấy. Đây mà bên này phải lưu ý ông một số phương châm hội thoại, một số phương châm hội thoại. Thứ nhất là phương châm về lượng, ăn nói ngắn gọn thôi, đúng vào cái trọng tâm và nội dung, không thừa không thiếu. Đấy là cái lượng đấy, phương châm tuân thủ phải phương châm về lượng, đúng không? Ai lại cứ đi khẳng định gì bồ câu là một loài chim có hai cánh đấy. Nếu mà có những cái câu nói như thế nghe thoáng qua người ta chả hiểu cái gì, người ta không biết, nhưng mà khổ quá, người ta gọi là bồ câu là loài, một loài chim được rồi, còn có hai cánh. Loài chim nào mà chẳng có hai cánh? Chim cánh cụt nó cũng có hai cánh mà. Còn mỗi cái con mà con hổ với nhà sư ấy là nó không có cánh thôi. Hiểu đấy, chú Bình Phương hiểu đấy, ăn nói không thừa không thiếu, đấy là cái cách truyền tải thông tin hữu hiệu nhất. Phương châm thứ hai là phương châm về chất. Phương châm về chất thì thằng Hùng nó rất yếu về cái chỗ này, bởi vì nó là chuyên gia xuyên tạc, cái đúng thì nó nói thành cái sai, cho nên chú phải tuyệt đối tuân thủ về phương châm về chất. Phương châm về chất là phải mình phải nói đúng, nhớ rõ hai phạm trù đúng và sai. Nói đúng là tuân thủ phương châm về chất, nó không cãi vào đâu được đấy. Cứ hở ra một cái nói sai là chết đấy. Đấy, cho nên là phải phủ đầu nó bằng thành ngữ. Đúng không? Nói sai là vi phạm phương châm về chất. Nhưng mà biết đâu ấy, chú Bình Phương có những cái liệu pháp tâm lý mà được ảnh hưởng từ dòng máu là tình báo mà. Tình báo là phải nói dối suốt đời. Tình báo thì làm gì mà không nói dối mà hoàn thành nhiệm vụ được à? Nhỉ, đúng không chú Bình Phương? Cái này chắc là không cần biết ảnh. Đấy, phải tuân thủ hai cái phương châm này. Ngoài ra còn có phương châm quan hệ này, phương châm cách thức này, phương châm lịch sự này. Phương châm lịch sự ấy, cái văn hóa người Việt này, là xưng thì khiêm, hô thì tôn trọng người khác. Đấy,
không nên văng bậy chửi tục như cái thời gian vừa rồi đâu, đấy, người ta coi thường đấy. Không những người ta coi thường mình, người ta lại coi thường cả bố mẹ mình, như là cái đội mà mình Trần Phương với ông Vũ Tuấn, mấy người người ta chửi cho ấy, làm biên ải xót xa cho các cụ quá, không biết làm thế nào. Cố gắng nhé chú Bình Phương nhé, cố gắng nhé, chú cố gắng lên. Biên ải tin là chú Bình Phương làm được, à chú Thành Ngữ làm được, cứ lấy Thành Ngữ ra phủ đầu nó trước á. Đấy, cái thế mạnh của nó là cái thế mạnh về cảm thụ văn học, văn chuông. Đấy, cho nên nó quanh cho nó xoáy to lò, nó thao thao bất tuyệt, nó diễn giải về Thành Ngữ, nó diễn giải về văn chương của nhà thơ nổi tiếng người Pháp là La Fontaine, con ếch con to bằng con bò, chó sói và cừu non này, ôi linh tinh lắm. Vớ vẩn, nó lại là ông già và biển cả của Hemingway, văn học Mỹ nó quen quá. Ôi làng nhàng này, dây vào cái bọn văn chương ấy là nó thiệt. Cuối cùng là phải dẫn dụ nó mà phát lại sang sông Đông êm đềm của Solokhov, sang bên người Nga, rồi lại dẫn vào Putin. Mới vớn vào Putin một cái là chú Bình Phương lại là một cái thế mạnh. Ui chú Bình Phương, à chú Thành Ngữ đấy. Từ cái Thành Ngữ thôi mình dẫn đến đấy đấy. Đầu tiên phải nói cho nó nhẹ nhàng vào, nhẹ nhàng vào. Đấy đúng không? Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, cây me ríu rít cặp chim truyền, đầu trời xanh ngọc qua muôn lá, thu đến nơi nơi động tiếng huyền. Em bước điềm nhiên không vướng chân, anh đi lững đững chẳng theo gần, vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu, anh với em như một cặp vần. Đọc nó như ru như rót vào ta. Con đường nho nhỏ gió siêu siêu, là lả cảnh hoang nắng chờ chiều, buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, lần đầu rung động nỗi yêu thương. Thành Ngữ đây, tác giả Thành Ngữ là bố nuôi của cụ Huy Hà Vũ đấy. Ui thằng này nó mê lắm. Bên này dạy nó 60 năm nay biết Thành Ngữ đấy. Cứ thế mà chơi. Tuyệt đối không được nhắc đến Thành Ngữ là cộng sản nguyên thủy, tuyệt đối không được nhắc đến Thành Ngữ cộng sản rừng rú. Nó bóp cho một phát ra, lòi mắt ra. Chẳng khó lắm. Thôi, nhời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng điểm một vài chống canh. Đấy, biên ải chấm dứt cái chỗ tư vấn cho chú Bình Phương bằng câu Thành Ngữ đấy. Chú Bình Phương thông cảm nhé, có gì không hiểu thì trao đổi lại bằng văn bản nhé. Sóng gợn tràng vang nguồn điệp điệp, con buồm con thuyền xuôi mà y nước song song, thuyền về nước cũng sâu trăm ngà, cùi một cành khô lạc mấy dòng. Ôi giời, buồn quá, thê thảm quá. Thành Ngữ này là Thành Ngữ của bố của cùi Hà Vũ đấy. Cùi một cành khô lạc mấy dòng, sao nó giống cái số phận của cùi Hà Vũ thế nhỉ? Đấy, bây giờ ấy, mà chú Bình Phương mà thích ấy, chú Bình Phương mà thích nói để cho thằng Hùng nó mê ấy. Mình bảo là nói đến Huy Cận là nói đến những cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện tại. Thế giới nghệ thuật của thơ Huy Cận trước cách mạng tháng 8 thường hướng đến những nơi trời rộng sông dài, những nơi đèo cao bãi vắng, mỗi khi hoàng hôn ánh lên những cái tia cuối cùng nó đẹp một cách tàn lụi, cùi một cành khô lạc mấy dòng. Đấy, mình mà bình luận về Thành Ngữ là mình phải bình như thế. Đấy, chú Bình Phương hiểu không? À chú Thành Ngữ hiểu không?